Chủ tịch, anh vẫn xem dự án đó à? Đối tác họ cũng tỏ rõ quan điểm rồi, anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu ạ. Đúng là vô lý. Kế hoạch của chúng ta rõ ràng là hơn hẳn những đối thủ còn lại. Tại sao họ lại không chọn nhỉ? Chủ tịch còn lạ gì ông Hiếu nữa, chắc chắn là được lợi từ bên kia rồi ạ. Chẳng lẽ giới kinh doanh bây giờ lại xuống cấp vậy sao? Thật ra với quy mô của chúng ta thì dự án này không được tính là lớn. Thay vì tập trung suy nghĩ về dự án này thì chúng ta nên tìm hiểu dự án khác thì hơn ạ. Cô nói cũng đúng, nhưng mà tôi không can tâm. Mà đã đến giờ họp chưa? Dạ. Còn 10 phút nữa ạ. Chắc là mọi người đang đến rồi ạ. Sao hôm nay thư ký Vân lại nổi hứng hẹn hò với tôi vậy? Anh hiểu nhầm rồi. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây là có chuyện nghiêm túc cần trao đổi. Tôi thấy chuyện hẹn hò của tôi với cô cũng rất nghiêm túc mà. Thôi được rồi, có gì cô nói nhanh đi. Dự án của công ty anh có thể nào chuyển giao cho chúng tôi không? Cô đang đùa tôi đấy à? Tôi biết anh chỉ đánh tiếng thôi, chứ chưa ký hợp đồng. Anh nói đi, điều kiện anh cần là gì? Dự án này với tập đoàn của cô cũng đâu có gì là lớn. Tại sao cô lại cất công như vậy? Biết làm sao được. Chủ tịch của chúng tôi trước giờ làm ăn chưa bao giờ biết đến thất bại. Anh ấy rất cố chấp. Xem ra tấm lòng của thư ký Vân đối với chủ tịch Cường quả là rộng lớn. Anh vào thẳng vấn đề chính đi. Đáng tiếc là chủ tịch Cường đã có người yêu rồi. Chẳng nhẽ cả đời này cô định làm tiểu tam à? Anh ăn nói cho cẩn thận. Chẳng qua chủ tịch Cường nhất thời mê muội thôi. Cô việc gì phải căng thẳng như thế? Chẳng qua là tôi lo lắng cho cô thôi. Anh nói đi, phải làm thế nào thì anh mới hợp tác với chúng tôi? Tôi thấy cô đến đây cũng biết rõ câu trả lời rồi, cần gì phải hỏi nhiều. Quả thật tôi đoán không sai. Xem ra thư ký Vân không có thành ý rồi. Gì đây? Dự án sắp tới của tập đoàn tôi, chắc là anh sẽ có hứng thú đấy. Sao vậy? Anh thấy dự án này thế nào? Cô đúng là có dụng tâm to lớn. Được, tôi đồng ý. Thư ký Vân, cô đến tìm anh Cường à? Cô vào đây làm gì? À, hôm nay tôi được nghỉ nên hẹn anh Cường đi ăn. Cô có biết anh Cường bận thế nào không? Đã không giúp được gì lại còn suốt ngày đến làm phiền. Cô là người yêu kiểu gì đấy? Chuyện của tôi với anh Cường như thế nào đến lượt cô quan tâm à? Phải quan tâm chứ. Dù gì chúng tôi cũng quen nhau lâu rồi. Tôi lại còn là thư ký thân cận của anh Cường nữa. Tấm lòng của cô đối với anh Cường nhìn qua cũng có thể thấy. Nhưng mỗi người có một lựa chọn riêng của mình. Cô cần gì phải thù địch với tôi như vậy chứ? Là tôi đang bất mãn với cô đấy. Vô dụng không làm được gì lại còn suốt ngày đến đây làm phiền anh Cường. Cô nói gì cũng được. Vì dù sao cô cũng không thể nào thay thế anh Cường quyết định được. Cô thấy gì đây không? Tôi không quan tâm. Cô đúng là đồ vô tâm. Đây chính là dự án mà anh Cường chăn trở cả tháng nay đấy. Tôi đã thay người lấy được rồi. Cô đúng là một cấp dưới giỏi giang, rất biết thay sếp làm việc. Chủ tịch ạ. Tuyết, em đến khi nào, sao không gọi cho anh? Dạ, em cũng vừa mới đến thôi ạ. Dạ chủ tịch, anh sang qua đi ạ. Chủ tịch, anh thấy thế nào ạ? Cô làm cách nào hay vậy? Chẳng phải giám đốc Hiếu vẫn một mực từ chối chúng ta sao? Em cũng định từ bỏ rồi. Thế nhưng mà... Anh Cường, nếu anh bận thì để hôm khác em tới nhá. Ừ, em về đi. Khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em. Dạ vâng.
Em chào anh. Chào thư ký Vân. Chào cô. Anh Hùng, anh làm gì ở đây thế ạ? À? Anh có hẹn, còn em? Em ở đây một mình à? Dạ em hẹn anh Cường rồi, lát nữa anh sẽ đến thôi ạ. Vậy em ngồi nhá, anh không làm phiền nữa. Dạ vâng, em chào anh ạ. Chủ tịch chuẩn bị đi về ạ? Ừ, tôi có hẹn đi ăn với Tuyền mà quên mất. Vậy ạ? Đúng rồi. Mà cô gặp tôi có chuyện gì không? Dạ, em mang tài liệu lên cho anh ạ. Ừ, cứ để đó cho tôi. Dạ vâng. Ôi, cô có bị làm sao không? Dạ. À. Em không sao ạ. Đi đứng phải cẩn thận chứ. Tại em sợ anh lỡ hẹn nên vội. Anh Thôi được rồi, để tôi đưa cô xuống phòng y tế. Dạ thôi, em không sao đâu. Nếu mà anh vội thì cứ đi đi ạ. Ừ, thế tôi đi trước nhá. Dạ vâng. Chủ tịch ơi, hình như là em bị chật khớp rồi ạ. Chủ tịch vội thì cứ đi đi ạ. Em tự xuống phòng y tế được. Chân cô như thế này thì làm sao tự đi được. Để tôi đưa cô đi. Nhưng mà chủ tịch đã có hẹn mà. Để tôi gọi cho Tuyền. Sức khỏe mới là quan trọng. Dạ vâng, em cảm ơn chủ tịch ạ. Ơ, anh chưa về ạ? Anh phải hỏi em mới đúng đấy. Lâu như vậy rồi mà em vẫn còn đợi à? Chắc là anh Cường có việc bận đột xuất thôi ạ. Mà cô ngồi xuống đây đã. Dạ vâng. Em đây. Anh đến chưa ạ? Em vẫn đợi anh sao? Dạ vâng. Em đang ngồi ở quán cà phê mình hay ngồi đấy ạ. Anh xin lỗi em nhé. Anh định đi rồi nhưng mà Vân bị trẹo chân, nên là anh phải đưa cô ấy đi viện. Thôi chết, cô ấy có bị nặng không ạ? Không vấn đề gì, nhưng chắc là anh không đi ăn cùng em được. Dạ không sao đâu, để khi khác mình đi cũng được. Dù gì sức khỏe của thư ký Vân mới là quan trọng. Xin lỗi em nhé, khi khác anh bố cho em. Dạ vâng, em cúp máy nhé. Anh lo cho cô ấy rồi về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ừ, anh biết rồi, bye em. Của anh vẫn chưa đến ạ? À ừ, họ bận rồi. Họ báo là có việc đột xuất. Vâng ạ. Em không sao chứ? Em không sao. Ngồi lâu chắc hơi tê chân tí thôi ạ. Em ngồi xuống đi. Em cảm ơn. Giám đốc Hùng à, sao tự nhiên hôm nay anh lại đi đường này thế ạ? À? Thư ký Vân đúng là tận tụy với công việc đấy. Bị thương nặng như vậy mà vẫn đi làm. Tìm được người như cô, đúng là có phúc cho chủ tịch Cường đấy. Anh nói vậy là có ý gì? Giám đốc công ty bé nhỏ như tôi thì sao dám ý kiến với thư ký của tập đoàn IBA chứ? Tôi thấy công ty anh yên ổn hơi lâu đấy. Công ty của tôi bé mà, nhưng được cái mọi người đoàn kết, thật thà tận tâm, nên không ngại ai đe dọa cả. Bớt giả tạo đi. Tôi mà đến được với anh Cường thì anh cũng được hưởng lợi đấy. Đừng có bày trò làm kỳ đà cản mũi. Tôi đang không hiểu thư ký Vân nói gì. Chẳng qua là tôi thấy cô bị thương nên quan tâm một chút thôi. Thế cũng là có tội à? Chẳng phải là anh cũng thích thư ký Tuyền à? Thích thì giành giật đi, bày đặt làm trò cao thượng làm gì. Buồn nôn. Mỗi người một cách yêu. Thư ký Vân và tôi không giống nhau ở khoản này rồi.
Mà thư ký Vân cẩn thận đấy, bị thương như thế đứng lâu không tốt đâu. Anh, chủ tịch á. Cô vẫn còn đau, sao không nghỉ ngơi cho khỏe, ra đây làm gì? Dạ, em không sao đâu ạ. Mấy dự án sắp tới đều quan trọng cả, mà đối tác họ quen làm việc với em rồi. Em sợ em nghỉ, người khác không đảm nhận được ạ. Mà xe của cô đâu? Tôi quên mất. Mà thôi, mấy ngày tới tôi đón cô, dù sao cũng cùng đường mà. Được vậy thì tốt quá, em cảm ơn chủ tịch ạ. Lên xe đi. Dạ vâng. Thư ký Vân, cô đi lại được rồi à? Cô đến đây làm gì? Tôi nghe nói cô bị trẹo chân, nhân đến xem thế nào thôi. Bớt giả tạo đi, muốn thăm thì đến nhà, đến đây làm cái gì? Rõ ràng là kiếm cớ đến đây để gặp anh Cường, để còn bày đặt à? Tôi đến gặp anh Cường thì sao? Tôi và anh Cường yêu nhau, đến gặp nhau là chuyện bình thường mà. Cô không xứng. Chủ tịch ạ. Em đến rồi hả? Anh đang định hẹn em là trưa nay đi ăn đây. Dạ vâng, sáng nay em rảnh nên tranh thủ qua xem thư ký Vân thế nào. À đúng rồi, chân cô đang đau như vậy, không nên đi lại nhiều, gọi điện cho tôi là được. Dạ, tại em thấy phòng kế hoạch có chút vấn đề nên em tranh thủ đến xem thế nào ạ. Thư ký Vân, cô có sao không? Cô phải cẩn thận chứ, đi được đoạn đường dài như vậy, đến đây mà ngã thì lại không hay đâu. Cảm ơn cô, tôi không sao. Anh Cường, anh bận việc gì thì anh cứ đi đi, để em đưa cô ấy về phòng là được. Xong thì đợi anh nhá, anh về ngay. Dạ vâng. Để tôi dìu cô đi nhá. Cảm ơn. Chủ tịch Cường. Chào giám đốc Hùng, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Dạ vâng, mà chủ tịch Cường có rảnh không ạ? Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? Bây giờ có vẻ hơi muộn rồi, hay là có việc gì ngày mai anh đến tập đoàn của tôi nhé? Không phải chuyện công việc, mà là chuyện của Tuyền. Tuyền ở công ty anh xảy ra chuyện gì à? Anh nghĩ nhiều rồi, Tuyền là một nhân viên tốt, không có vấn đề gì đâu ạ. Thế thì tốt rồi. Vậy chúng ta ra quán cà phê nói chuyện tiếp nhé, ở đây sẽ không hay ạ. Được, mời anh. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nói đi tôi nghe. Chủ tịch Cường, anh đối với Tuyền thế nào? Anh nói vậy là có ý gì? Tôi thấy gần đây tâm trạng của Tuyền không được tốt, nên quan tâm một chút thôi. Nhưng mà anh yên tâm, chỉ là cấp trên quan tâm cấp dưới thôi, không có ý gì cả. Tình cảm của anh dành cho Tuyền, cùng là đàn ông tôi hiểu mà. Tôi rất cảm phục anh, nhưng mà từ bỏ người mình yêu không phải chuyện đơn giản đâu. Anh biết rồi, thì tại sao không đưa cô ấy về bên đấy làm? Tôi đối với Tuyền là thật lòng, cho nên tôi tin tưởng và tôn trọng mọi quyết định của cô ấy. Nếu được vậy thì tốt. Có điều anh đã nghĩ được như thế thì anh cũng nên quan tâm đến cảm xúc nhỏ nhặt của Tuyền. Các cụ cũng có câu, góp gió thành bão, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Tôi hiểu ý anh, nhưng gần đây tôi cũng có khá nhiều chuyện nên là chưa để ý được nhiều. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Vậy thì tốt. Tôi luôn mong Tuyền được hạnh phúc. Còn bây giờ tôi xin phép. Cảm ơn anh, cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi. Mấy hôm nay anh bận nhiều việc quá nên là lỡ hẹn với em nhiều lần. Xin lỗi em. Không có gì đâu, anh cũng vì công việc thôi mà. Anh sắp xếp rồi, ngày hôm nay anh sẽ dành cho em. Không cần đâu anh, chúng ta vẫn còn trẻ, cần cố gắng nhiều hơn cho sự nghiệp. Anh chỉ sợ em buồn thôi.
Em đâu phải loại người đó. Nếu không em đã đòi về tập đoàn anh làm rồi. Sao cô ấy lại đến đây nhỉ? Để em giúp cô ấy một tay. Thư Kỳ Vân, cô đến đây làm gì thế? Tôi đến đây uống cà phê thôi. Thật không ngờ lại gặp hai người ở đây đấy. Vậy cô ngồi bàn nào, để tôi dìu cô qua. Tôi đi một mình thôi. Nếu mà không ngại thì tôi ngồi cùng hai người nhá. Nhưng mà tôi lại hơi ngại đấy. Để tôi giúp cô. Chủ tịch, đúng là tình cờ quá. Cô ngồi đây. Chẳng phải hôm nay cô bận à? Sao lại rảnh ra đây vậy? Dạ, em làm xong rồi ạ. Vậy thì cũng không nên đi lại nhiều. Chân cô đã khỏi đâu. Dạ, cảm ơn chủ tịch ạ. Mấy hôm nay được chủ tịch chăm sóc tận tình, em cũng đỡ một phần nào rồi ạ. Chủ tịch Cường, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giám đốc, anh cũng ở đây ạ. Hôm nay giám đốc không đi gặp đối tác à? Dạ vâng, công ty dạo này đang ít việc, tôi ra đây ngồi cho thoáng thôi ạ. Nếu anh không ngại thì ngồi cùng cho vui. Thế thì còn gì bằng, cảm ơn anh. Này, anh làm cái trò gì đấy? Tôi xin lỗi nha, tôi cố ý. Này, bỏng hết chân tôi rồi. Chẳng phải chân Thư Ký Vân bị trẹo sao? Vừa rồi tôi thấy cô còn nhảy khỏe hơn người bình thường đấy. Chuyện này à? Thôi, tôi có việc phải về rồi. Hẹn chủ tịch Cường khi khác nhé. Anh phải cẩn thận. Chủ tịch, hình như chân của em khỏi rồi thì phải ạ. Vậy à? Chúc mừng cô nhé. Có lẽ cô nên cảm ơn anh Hùng, vì nhờ có chút cà phê đấy mà chân cô liền khỏi ngay lập tức. Anh đưa em đi ăn nhé. Chủ tịch, em làm nhiều việc vì anh như vậy, tại sao anh lại chọn cô ta ạ? Yêu một người cũng cần phải có lý do sao? Tôi cảm ơn những gì cô đã dành cho tôi, nhưng tình cảm của tôi và Tuyền không dễ bị thay đổi bởi mấy trò vặt vãnh đó đâu. Hy vọng cô cũng đừng tự làm mất mặt mình nữa. Chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt. Chào cô.